đội bóng rổ Sài Gòn Heat và những khán giả cuồng nhiệt đã sẵn sàng cháy hết mình trong trận đấu cuối cùng giữa Sài Gòn Heat và Hà Nội Buffaloes vào lúc 16 giờ ngày 1 tháng 10 tại nhà thi đấu trường quốc tế Canada CIS. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream, mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. Cùng cháy hết mình với Sài Gòn Heat.